Không chơi nữa, không chơi nữa. Xin chào mọi người. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh vlog của Lan Anh Hà. Và ngày hôm nay bọn mình sẽ thực hiện một thử thách, đó chính là Chat My Party. Cái thử thách này thì mình cũng xem nhiều trên mạng rồi và thấy mọi người thực hiện khá là hay. Chính vì thế mà ngày hôm nay mình đã mời Abin để tham gia thử thách này với mình. Hơi miễn cưỡng. Cái thử thách này rất đơn giản. Mình sẽ dùng cái này để mình bắt Abin lại và dùng tay của Abin chạm lên những bộ phận trên cơ thể của mình và để Abin đoán. Anh 20 mấy năm đời chưa yêu ai đâu, đừng để anh hầm mất cái giá của anh ấy nhá. Em cũng không cho anh chạm những chỗ đấy đâu, đừng có mơ. Chỗ nào? Ồ, chỗ nào? Bây giờ có thực hiện thử thách không? Nhá, thực hiện. Anh đi chơi sợ gì? Bắt đầu. Đâu? Eo ơi, tìm kiểu. Cái gì? Đoán đi xem nào. Nó giống lưỡi à? Hả nhá. Eo ơi, lại còn nhẹp rẻ lưỡi ra. Kinh chứ. Cái gì? Không biết nữa. Tai đúng không? Sao đoán lại một lần nữa này? Đúng không? Không, giống lắm. Tai rồi, cái chỗ đây là chốt chưa? Chốt. Đúng rồi. Ui trời ơi. Nhấp nháp cái kiểu người. Ôi ôi, gì vậy? Nào, cái gì? Cái gì? Cái này ướt. Lại ướt. Lại cái gì? Chắc cái này đúng đấy. Trong miệng là lưỡi đúng không? Là này là lưỡi đúng không? Ừ. Lưỡi đúng không? Phải đâu? Đúng rồi. Cái đồ là bẩn này. Lưỡi của anh Trung. Ê ơi! Ui. Xét trên cơ thể học thì copy nào. Few moments later. Cái cổ họng đúng không? Bà nội ơi, tôi làm gì có cái ít hầu đấy hả bà nội? À, thế à? Đùa chứ. Không, cho đoán lại một lần nữa này. Không đoán được thì anh phải hôn em này. Không. Không nói được đúng không? Không, chắc chỉ có xương má thôi. Xương gò má thôi đúng không? Xương quai xanh. Xương trời ơi, làm việc với nhau lâu lắm thế rồi mà không biết xương quai xanh là cái gì luôn. Em thấy co chất lên nhá. Ừ, tính co thì co sao? Em làm gì đây? Không làm gì đâu. Anh xả trong tay đúng không? Không, chả sắn gì thế. Bây giờ chạm này. Không, đây là móng tay của em chạm vào cái gì rồi, phải da thịt của em chạm vào chứ. Không khí à? Ai chơi chạm móng tay như thế? Đùa chứ không khí. Thì chạm rồi, đừng có điều. Chưa. Anh đừng có mà đoán nách của anh nhá. Chạm rồi, không phải. Anh đoán đi. Chưa chạm. Cái gì đấy? Phải biết. Thế sao anh lại để cái móng tay của em gạt qua cái đấy thì sao anh biết được? Thế em phải đoán đấy đúng không? Phải gạt qua là đúng rồi sao? Eo ơi, em có chơi bẩn như anh đâu. Bẩn gì ông?
Thật không chịu. Nhanh nào. Thôi không biết đâu, bỏ qua đi. Thế là thua đúng không? Ừ. Cái gì đấy? Kém thật chứ. Cái gì đấy? Không tiết lộ. Cái gì đây? Này, xuống. Cái gì đấy? Chạm xuống dưới này. Ừ, cái gì? Cái gì? Làm gì đây? Không, nó... chạm bình thường mà, chạm không. Xuống dưới. Nó không giống bình thường. Không giống bình thường, nó khác thường, anh đâu mà khác thường đâu. Lại nhá, nốt lần này. Đấy, chạm thấp xuống. Thấp xuống. Nhưng mà nó ở dưới. Làm sao ấy? Nó ở dưới. Thấp xuống. Cái gì? Không, cái không phải. Cái gì? Ơ, ai sợ thì không được trợ động người, đoán đi. Cái gì? Anh thêm gió gì, có phải trung không? Không, anh trung là sát, ai ở đây? Cái gì? Từ từ xem. Nào, cho đoán được 3 giây đoán nào. Được. À. 3. Được, ngón chân nhớ không phải. Ngón tay à? Sai rồi. Có chắc là ngón tay không? Có chắc không? Ngón tay. Có chắc không? Chắc. Bao nhiêu phần trăm? 50. Thế 50 còn lại là cái gì? Chết. Cái gì đấy? Tính ra là chắc là chốt là cái này nhá. Thế bây giờ công bố kết quả nhá. Chịu chưa? Nào, mở mắt ra. Mở mắt ra. Ây. Không biết gì đâu. Đi đâu? Anh bắt trước em. Anh bắt trước đầu. Em nghĩ là anh không bắt trước em ý. Ừ, anh bắt trước đầu. Em là chân, anh là tay mà. Nào, tiếp nhé. Không có làm gì. Không làm gì đâu. Bây giờ nhá, chỗ này cũng rất là thấp này. Thấp lắm nên là... Không, em phải ngồi im nữa. Em ngồi im thôi, em không được cử động gì cả. Tay em là tay anh. Đấy chưa? Ngồi im này. Cái gì đấy? Cái gì mà cứ đứng im một chỗ vậy? Đã chạm đâu mà cái gì đấy? Yeah. Thấp lắm, chỗ ấy thấp lắm. À? Cái gì ấy? Lại đi anh. Cái gì? Này mà không đoán được ra, đúng không hiểu nhau rồi. Thấp lắm à? Thấp lắm, vừa chạm này. Nốt lần nữa. Đây, có này đúng không? Ừ. Nốt lần nha. Ừ. Để nguyên tay á. Ê, có ướt không nhỉ? Hình như là cái chỗ tai này hay sao ấy. Chỗ nào? Tai này đúng không? Chắc không? Cái này lỗ mũi nhỉ? Cái này, chắc chắn là cái này. Thắc nhá. Ừ. Chắc chắn. Nhưng mà sao nó lại thấp thế? Làm sao mà thấp thế được? Anh cúi người xuống. Chứ làm gì cái bộ phận nào của anh nó lại có cái quái thai này. Đúng không? Được. Đấy. Cho gọi là tí thông minh đấy. Ừ. Cái này cũng thấp lắm. Ai hốt thì mà. Nha. Ê, anh cái gì đấy? Anh cứ cho cái gì? Cái này sâu lắm. Nó một lần nữa. Như anh chạm phát anh đoán được ngay. Nó một lần nữa đi. Nó một lần nha, cuối này. Ừ. Lần cuối. Xin thông báo. Đây là lần cuối. Cái rốn. Đúng không? Sao biết? Biết
thừa cái rốn ganh nó sâu rồi, nó thế còn gì nữa. Đúng không? Đúng cái rốn của anh đúng không? Đừng có thế nữa đi. Đúng không? Đúng. Tiêu. Thôi nói chung là cái trò chơi này cũng vui và nó cũng gì nhỉ? Một phần nào đó cũng khiến mình hiểu biết hơn. Nhưng mà hiểu hai câu. Có bắt bẻ em đấy. Thôi hiểu. À, và sau cái trò chơi này thì em mong mấy clip tiếp theo thì em vẫn sẽ chôn anh, rồi em sẽ làm tôi trò với em nhiều hơn. Và anh sẽ hưởng ứng về những cái trò chơi này của em. Hợp lý không? Thế anh là gì của em? Anh là của em.